Hello cả nhà nha. Thì hôm nay mới vừa được là mẫu cần phục long nha anh em, và cần danh trắng thiên hạ, thì cũng tranh thủ là quay clip cho cả nhà mình luôn ha. Nó rất là đẹp nha anh em. Đó. Với là cần đế dương chư hầu mẫu 2024 nha anh em. Đó, để em nhả lát lên nhẹ lên cho anh em xem ha. Đó là mẫu đế dương chư hầu mẫu 2024 luôn nha anh em. Đó. Mẫu 2024 là mẫu săn hàng, đó. Nó có đối trọng nha anh em, đó. Nó có đối trọng nha anh em. Đó, đây mẫu đế dương chư hầu là mẫu 2024 nha. Có tăng lên đối trọng ở phía dưới cho anh em săn hàng nha anh em, đó. Thì hàng chính hãng thì có mã tem chính hãng của hãng nha anh em. Đó, tem chính hãng của hãng và mã QR, mã code QR cho anh em ha. Đó. Mã code QR. Thì cần thiết kế bên dưới là nhám nha anh em, rất đẹp nha. Đó, bên dưới là nhám rất đẹp nha. Thì em có các xây là 3m6, 4m5, 5m4 và 6m3 cho cả nhà. Đó. Đó. Có 4 xây như thế này. Đó cho anh em ha. Đó quay cho anh em xem ha. Đây là cây đế dương chư hầu. Nó có một màu duy nhất thôi anh em. Đó, một màu duy nhất nha. Đế dương chư hầu nha anh em. Đó. Rồi, em sẽ quay bên trong nó cho anh em ha. Mẫu 2024 nha, đế dương chư hầu nha anh em. Đó, đối trọng này rất đẹp nha. Đó, anh em xem nè. Phía dưới là rảnh ABS cho mình ha. Rất là đẹp nha. Phía trên là carbon sắn nha anh em. Đó. Carbon sắn. Và tương tự như mẫu cũ thì nó sơn thêm một khúc đen ở dưới nha anh em. Mẫu cũ thì sơn vàng đen ở trên, thì sơn thêm một cái khúc đen ở phía dưới nha. Đó, sơn phủ đồ lóng tạo điểm nhấn rất là đẹp nha anh em. Đó. Đọt con này là 1.6 nha cả nhà ơi. Đọt con này là 1.6 nha. Rất là to nha. Đó, 1.6. Rất là to. Đó. Xin lỗi cả nhà nghe, còn đọt con này là 1.8 luôn nha anh em ơi. Đó, đọt nó là 1.8 nha anh em. Đó, khi anh em mua một cần cũng sẽ tặng kèm một ngọn phụ nha anh em. Đó, một ngọn phụ nha. Đó. Thì mẫu này là mẫu đế dương chư hầu mẫu 2024 có đối trọng để săn hàng anh em. Đó, cần này thì nó tải khỏe hơn là mẫu cũ nha anh em. Đó. Đó, rất là đẹp chưa anh em? Đó, thấy rất là đẹp nha. Anh em thấy cục đối trọng là thấy uy tín rồi đó. Đó, CC. Rất là đẹp cho mình luôn. Đó. Thì em sẽ căng từng xây và em cũng báo giá cho anh em luôn ha. Đó, nói chung là hàng gì á thì lúc nào cũng có giá tốt cho anh em. Nó quay lên cho anh em mà cứ báo thanh lý, không mà giá cao trên trời thì ai mà mua. Đó anh em, bán hàng là phương châm, nếu như mà đã chấp nhận bán nhanh kịp cho mau ra hàng thì phải bán là giá tốt nhất cho anh em. Đó cũng là xu thế mới bây giờ anh em. Đó thì em cũng là để cho anh em mình dễ tiếp cận với hàng hóa và được chơi nhiều nhất, thì em bên em đó là luôn có lóng để hỗ trợ cho anh em hết mình nha. Nó có lóng cho anh em ha. Anh em mua hàng bên em là luôn có lóng thay cho anh em ha. Đó. Rồi. Đây là mẫu đế dương chư hầu xe 3m6. Khi em căng thì em sẽ bỏ cái lóng bịch ra anh em, tại mình câu mình không có xài nút bịch ha. Đó. Rồi mẫu 204 đế dương chư hầu đối trọng nha anh em giờ giùm em ha. Xây 3m6. Nặng 160g, 6H đọt 2 ly nha anh em. Đó, 6H đọt 2 ly nha. Đó. 6H đọt 2 ly. Đó, rất là đẹp nha anh em. Đó, 6H đọt 2 ly. Đó. Thì giá của con 3m6 300.000 giảm còn 250 nha anh em. Đó. Giá của xe 3m6 là 250 nha. Đó, 250. Đó, giá là 250 nha anh em. Bản săn hàng nha cả nhà ơi, anh em nhớ giùm em nha, bản săn hàng nha. Đó, đối trọng bản săn hàng nha anh em, rất đẹp nha. Đó. Giá là 250 một cây nha. Đế dương chư hầu nha anh em. Đó, giá là 250 nha. Giá là 250 nha anh em. Đó. Giá là 250 nha. Rồi. Tiếp theo nữa là phiên bản 4m5. Đó, anh em nhìn nè, bản đối trọng là săn hàng anh em, rất là đẹp nha anh em. Đó. Anh em nói nhớ giùm em là đế dương chư hầu mẫu 2024 có đối trọng nha. Đó. Quên bấm nút mở. 219g cho xây 4m5 nha cả nhà. 219g cho xây 4m5 nha. Đó. 219g cho xây 4m5 nha anh em. Đó anh em cây nè. Cần nè. Đó tất cả các lóng trên này nè. Đó. 219g cho xây 4m5. Đó.
giá của nó là 290.000 thôi nha anh em, đọt 2 ly nha. 290.000 để Dương Chư Hầu nha. 290.000 đọt 2 ly. Nó mỗi xe nó tăng lên 40k nha cả nhà ơi. Rồi tiếp theo đó là xe 5m4 nha anh em. Xe 5m4. Đó. 242g nha anh em. Nó xe 5m4 là 242g. Đó. Rất là đẹp nha anh em, quay cho anh em xem ha. Đó, 242g. Xe 5m4 nha anh em. Đó, 242g. Đó. Đọt nó là 2 ly, rất là đẹp nha anh em. Đó, thì giá của nó là 330.000 anh em. Đó, 330.000. Đó, xe 6m3 giá nó là 370 anh em. Em sẽ căng xe 6m3 nha. Xe 6m3 nha cả nhà ơi. Đó, xe 6m3 304g cho xe là 6m3, giá của nó là 370.000, bản sân hàng anh em. Đó, bản sân hàng có đối trọng ở dưới nha. Đó. Tải cá là 6 đến 10 cân nha anh em. Đó, 6 đến 10 cân. Đó. Tùy theo chiều dài và tùy theo độ dìu bắt cá của anh em ha. Đó. Đây là mẫu đế Dương Chư Hầu, em xin nhắc lại nha anh em. Giá của xe 3m6 là 250. Đó, xe 3m6 là 250. Xây 4m5 là 209, xây 5m4 là 303 và xây 6m3 là 400, xây 6m3 là 307. Đó. Hàng chính hãng thì phải có tem mã QR nha anh em đó. Đó. Nó dòng này thì họ nhái rất là nhiều anh em. Nó khi mua cần sẽ có kèm một bao cần như thế này anh em. Và cần được bỏ trong bọc như thế này luôn cho mình ha. Được bỏ trong bọc như thế này. Rồi có một cái bao cần và tặng kèm một cái ngọn phụ như thế này cho mình luôn. Và cần sẽ được bỏ trong ống nước cho anh em ha, để chống sốc và chống hư hỏng cần cho mình ha. Đó. Anh em yên tâm ha. Còn vận chuyển tới mà anh em kiểm tra như thế nào đó thì nó có chạy xước hay là như nào nhiều và nặng á thì anh em trả hàng về cho em nghe. Đó. Rồi, tiếp theo là em về được mẫu cần, nó là mẫu cần Phục Long nha anh em. Đó. Đây là mẫu cần Phục Long. Cũng là bản săn hàng luôn, nhưng mà mẫu này là mẫu 6H nha cả nhà. Đó, mẫu này là mẫu Phục Long 6H nha. Đó. Đọt của nó là 1 ly 6 anh em. Đó, đọt của nó là 1 ly 6 nha. Mẫu Phục Long nha anh em. Đó. Anh em nhìn cái bản đọt của nó là anh em biết rồi. Đó. Đó, đồ phủ keo rất là chắc chắn luôn. Đó. Anh em, cần được phủ đầu lóng rất là đẹp nha anh em. Nó phủ đầu lóng rất là đẹp nha. Nó phủ lóng rất là đẹp. Đặc biệt nhẵn chân cần ở lóng 1 rất là dài nha anh em. Nó rất là dài nha. Dài dài và đẹp nha anh em. Đó. Cần thiết kế là vàng xanh đen, rất đẹp. Đối trọng cần ở dưới phía dưới anh em, rất là đẹp nha. Đó, đối trọng cần của bản săn hàng rất đẹp nha. Đó, đối trọng cần phía dưới ha. Đương nhiên là bên dưới là có móc an toàn cho anh em rồi. Đó. Rất là đẹp nha cả nhà. Mã của nó là Phục Long nha anh em. Đó. Mã thứ hai của nó là Phục Long nha. Đó, rất đẹp cho cả nhà. Đó, cục Phục Long ha. Đó, Phục Long. Phục Long 6H. Trời ơi, cái càng rút ra nó thẳng mà nó đẹp anh cả nhà ơi. Đó. Anh em xem nè. Càng em rút ra mà nó thẳng băng thế này nè. Nó đẹp cực kỳ đẹp luôn. Nó rút ra mà thẳng băng nha anh em. Đó, mã của nó là Phục Long 6H nha anh em. Nó xe 3m6 nha. Rồi em sẽ mở ra cho anh em coi cái rãnh phía dưới, rãnh ABS phía dưới của cần nha. Nó thì tải cá là 6 đến 10 kg nha các anh em. Đó. Cần thì tải cá là 6 đến 10 kg của bản sân hàng ha. Đó. Anh em xem ha, nó rãnh ABS phía dưới nha anh em. Nó rãnh ABS phía dưới ha. Đó. Cho anh em xem ha. Cây Phục Long nha anh em. Đó, rãnh ABS phía dưới nha. Carbon vân nhuyễn rất là đẹp nha cả nhà. Đó, carbon vân nhuyễn rất đẹp nha. Đó. Rãnh ABS từng chi tiết luôn. Nó lóng thì có mã số từng chi tiết mã số cho mình luôn ha. Đối với cây Phục Long này ha, lóng là có mã số cho anh em xem luôn ha. Đó.
khi mình gãy mình cũng dễ thay lóng hơn. Anh đọc cái mã là 02 03 là anh biết số lóng mình bị gãy liền ha anh em ha. Đó thì bên em là có luôn hỗ trợ lóng cho anh em ha, anh em cứ chơi thoải mái luôn đó, không lo về lóng nha. Đó phục lông đó, thì em sẽ căng từng xây cho cả nhà mình ha. Xây 3m6 là 146g nha anh em, 146g đó, 146g xây 3m6 nha cả nhà. Rồi tiếp theo nữa nó sẽ căng là xây 4m5 nha, 4m5 là 196g nha anh em, 196g 97g nó 197g nó mới nhảy lên, nó 197g đó. Xây 5m4 nha anh em, 5m4 237g nha anh em. Đó xe 5m4 là 237g, xe 5m4 nha. Nút bịch ở trên này nè cả nhà, thấy không? Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Phải nói là đẹp từng cm luôn nha cả nhà. Đó nút bịch phía trên đó, đẹp ghê hồn thì chứ. Đó. Đưa vô cái cần mà nó khít dưới cái chiếc nhẫn anh em, rất là đẹp luôn. Đưa vô rất là khít, rất là đẹp luôn. Rồi. Nó xây 6m3 nha cả nhà, 292g nha cả nhà. Đó, xây 6m3 là 292g nha. Nó xây 6m3 nha. Đó, 292g. Để em căng xây 5m4 lại, em không nhớ là hồi nãy em đỡ nó cực chưa. 237g. Đó, là xây 5m4 nha. Đó. Rồi, thì em xin công bố giá của cây phục long 6H là luôn nha cả nhà. Đó cho cả nhà mình xem á, để mình tham khảo chơi nha cả nhà. Đó thì em quay sơ lược cho anh em xem một cái nữa ha. Đó cần thiết kế ở bên dưới là sơn 3D rất là đẹp nha anh em. Đó sơn 3D màu vàng ánh kim xanh rất là đẹp nha. Đó màu vàng xanh rất là đẹp luôn. Đó phía trên phủ đầu lóng nó là màu vàng anh em. Đó phủ đầu lóng nó là màu vàng. Đó cả nhà thấy chưa, đó rất là đẹp nha. Đó, đây là sơn phủ đồ lóng nha cả nhà. Nó rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Nhà thấy chưa? Rất là đẹp luôn ha. Phải quay chi tiết tỉ mỉ như thế đó, khi mình nhận hàng nó phải đúng trong video mình mới nhận nha cả nhà. Đó. Phải nhận hàng đúng trong video mình mới nhận nha. Đó. Rất là đẹp chưa? Đó anh em. Đó. Đó, thì giá của con này nha anh em, giá của xây 3m6 là giá của nó là 290.000 nha cả nhà. Nó 290.000 thôi nha anh em, 200 mấy thôi mà anh em có một cây cần là quá lợi ý luôn, nó rất là đẹp tuyệt vời luôn. Nó giá là 290.000 và xây 4m5 giá của nó là 330 nha anh em, 330. Và xây 5m4 giá của nó là 370 và xây 6m3 thì giá của nó là 401 anh em. Trời ơi 400 mấy cây cần mà anh em thấy cây cần nó đẹp tuyệt vời luôn chưa. Nó cực kỳ đẹp luôn nha, mỗi xe nó tăng lên 40.000 anh em. Nó cần cực kỳ đẹp luôn nha. Đó. Chỉ 200 mấy một cây cần thôi mà anh em đã có một cây cần đẹp như mơ rồi. Nó tuyệt vời luôn. Nhận hàng mà anh em không đẹp không ưng ý như video anh em được quyền trả hàng cho em nha. Đó. Khi anh em mua cần thì anh sẽ được bọc trong cây cần, mình sẽ được bọc trong cái bọc như thế này nha cả nhà. Đó rồi tiếp theo đó một cái bao giải nha, rồi tiếp theo nữa đó là sẽ được tặng một cái ngọn phụ cho mình ha, một cái ngọn phụ 6H cho mình ha, một cái ngọn phụ tặng kèm theo nha. Đó và cần sẽ được bỏ trong ống nước cho anh em nha anh em. Đó anh em thấy uy tín là hàng đầu anh em, mà khi anh em nhận hàng thì kiểm tra hàng cho em đó, rồi thanh toán cho shipper nha. Nó tặng kèm một cái túi như thế này đó, và được cần sẽ được bỏ trong cái bọc như thế này để vận chuyển anh em không bị chày cần chày trụ cần luôn. Nó anh em thấy chưa, rất là đẹp rất tuyệt vời luôn. Đó thì mã của nó là phục long, em xin nhắc lại ha, xe 3m6 là 290, đó xe 4m5 là 330, xe 5m4 là 370 và xe 6m3 là 401 anh em. Mỗi xe tăng lên 40.000. Rồi tiếp theo nữa xin giới thiệu mẫu danh trắng thiên hạ anh em. Đó
mẫu cần danh trắng nha. Thì cái mẫu cây danh trắng này á là em có 3m6, 5m4 với 6m3 nha anh em. Đó. Còn 4m5 thì em không có còn anh em, 4m5 thì em hết nha. Đó. 4m5 thì tại em còn cái mẫu là không có đối trọng, không có phải săn hàng. Đó. 4m5 thì em còn, không có đối trọng luôn. Đó. Chung là để ở đây luôn. Đó. Thì danh trắng thiên hạ này thì em còn 3 size, 3m6, 4m5, 5m4 vậy nè. Nó khi nào về thì em sẽ quay riêng clip là đủ xây cho anh em ha. Thì cho nên là còn cái gì thì bán cái đó cho anh em á. Đó là cây danh trắng thiên hạ như thế này anh em. Đối với anh em mà không thích màu mè sáng như thế này thì cô chú anh chị có thể lựa một cái màu như thế này anh em. Đó. Màu xanh xanh đen như thế này thì nó sẽ dịu hơn. Đó. Thì theo những cô chú bác mà lớn tuổi á thì lựa cái màu này thì nó cũng sẽ nhu hơn tí xíu, mặc dù nó cũng kiểu như titan ấy đó. Nó cũng sáng nhưng mà nó cũng tối tối, nó cũng dễ xài hơn. Dạ. Đó. Đây phía bên trong của nó là rãnh, bên trong đó là phủ đầu lóng nha cả nhà, nó quất lượt hai cây ra cho anh em. Cây danh trắng thiên hạ này phải nói là nó nhu mà nó đẹp cho những khách hàng mà chịu màu tối á cả nhà. Đó cả nhà thấy chưa? Trời ơi phủ đầu lóng của nó đẹp má ơi. Đó quý vị. Đó. Đó đây phủ đầu lóng của nó đây cả nhà. Cực kỳ đẹp chưa? Phủ đầu lóng cực kỳ đẹp nha. Đó, phủ đầu lóng của nó là cực kỳ đẹp luôn. Rất là bóng loáng ha, tạo điểm nhấn màu đen trắng ngay đây nha anh em, rất là đẹp nha. Đó. Anh em nhận hàng đi nó sẽ đẹp hơn trong video của em được quay rất là nhiều nha. Mình quay ở đây thì ban đêm thành thử ra nó không có đẹp bằng ban ngày mà khi chúng ta nhận hàng nha cả nhà. Nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Nó quay ban đêm mà màu đen nữa. Cho nên là anh em là khó xem nha. Đó, phía dưới là rãnh ABS em sẽ tháo vào cho cả nhà mình ha. Nói chung là còn xây nào thì em bán xây đó cho cả nhà mình, thông cảm giùm cho em nha. Đó. Đó. Đây phía dưới đây. Đó cả nhà mình xem giùm em ha. Đó, rãnh ABS của nó nha. Đó, là lóng của nó là có mã số luôn cho anh em ha. Đó, khi anh em có trục trặc thì chúng ta sẽ dễ thay lóng nha anh em. Đó. Lóng số 5 nè, đó, số 4 nè. Đó, rất là dễ thay lóng luôn. Nó khi có trục trặc thì rất là dễ thay luôn anh em. Đó. Rãnh ABS cực kỳ đẹp cho anh em chưa? Nó cực kỳ đẹp cho bản săn hàng như thế này nha cả nhà. Đó. Đối trọng là CNC săn hàng nha cả nhà. Đó. Rồi. Em xin cân nặng em nói rồi sẽ báo giá cho cả nhà mình luôn nha. 3m6 trước đi. Gram giá là 290.000, nó với cây phục long là bằng giá nha anh em, nó bằng giá nha, 290.000 bằng giá với cây phục long nha. Rồi xây 5m4 của cây danh trắng nha anh em, 5m4 của danh trắng nha, 238g đó, 238g đó là xây 5m4 nha cả nhà, xây 4m5 em hết nha. Đó, C5m4. Đó, giá của nó là 370.000 nha anh em. Đó, rồi C6m3. G, giá của nó là 401 nha anh em. Đó, giá của nó là 401 nha. Đó, xây 4m5 em hết rồi. Mà em còn là hai cây nó lại là không có đối trọng phân hàng cho nên là giá của nó thì cũng là 340 cho nên là anh em có mua thì em cũng có luôn. Đó, còn các bạn thì đối trọng nó là không có đối trọng săn hàng cho nên đối trọng nó không có săn hàng thì anh em nếu chịu lấy mẫu này thì cũng giá nó là 340 anh em. Đó, quên 330 anh em, xin lỗi anh em nha. Đó, nó cũng y chang đó nhưng mà đối trọng nó không có đối trọng săn hàng anh em. Nó rất đẹp luôn. Đó. Đây là mẫu cần danh trắng anh em. Nó cần danh trắng nha. Đó. Danh trắng thiên hạ nhưng mà bỏ 42 chữ sao đi cả nhà ơi. Đó. Nó rất đẹp nha. Đó. Càng rất là đẹp luôn. Đó. Sơn 3D titan phía dưới nha cả nhà. Đó. Sơn 3D titan mà xanh tím rất là đẹp nha. Đó. Rồi em được xin chào cả nhà nha. Thì nói chung là mới về thêm là đế dương chư hầu nè, rồi phục long với danh trắng thiên hạ, rồi thêm 3 mẫu cần nữa. Cho nên là cả nhà mình coi được mẫu nào ưng ý thì cứ alo cho em được nha.
đó, qua số điện thoại là 0963 890 470 nha cả nhà. Đó, một số điện thoại duy nhất nha, để anh em đặt hàng online nha. Rồi anh em ở xa, ở miền Bắc, miền Trung thì em ship có thể là 3 đến 4 ngày nhận, còn ở miền Tây là chỉ có 1 hoặc 2 ngày nhận thôi nha. Đó, cho nên là anh em cả nhà mình có gì mua thì ủng hộ em nha. Em được xin kính chúc anh em và các bạn đam mê câu cá gần xa nha, một năm mới được vạn sự như ý và bình an nha. Rồi em được xin cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha.